Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng ngày mùng 8 tháng 3, lãnh đạo huyện Tam Nông đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, lãnh đạo huyện Tam Nông đã biểu dương những đóng góp to lớn của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà thời gian qua. Các cấp hội từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Tam Nông ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong đời sống kinh tế xã hội địa phương, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và công tác phòng chống bạo lực gia đình, vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, thời gian gần đây, các chương trình mẹ đỡ đầu, kết nối yêu thương đã góp phần đổi thay cuộc sống của hàng trăm trẻ mồ côi, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống. Thời gian tới, lãnh đạo huyện Tam Nông đề nghị Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục lãnh đạo phong trào hoạt động hội đi vào chiều sâu, tập trung chỉ đạo cán bộ, hội viên bám sát cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, chung tay xây dựng huyện Tam Nông đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Được rồi ạ.